Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ hình ra cho dễ hình dung. Tọa độ A có vị trí là 1, 1, 2. Thì chúng ta có tọa độ A nằm ở đây. Tọa độ tiếp theo 4, 5, 1. Và đây chính là tọa độ điểm B. Chúng ta biết từ A hạ đường chiếu xuống chúng ta sẽ có A phải nằm ở đây và B phải nằm ở đây. Thì khi đó A phải của chúng ta sẽ là 1, 1, 0. Tại vì A phải nằm trên mặt phẳng OXY cho nên Z sẽ là số 0. Còn B phải của chúng ta cũng là 4, 5, 0. Còn cái độ dài A phải chính là số 2. Từ A cho đến A phải thì chúng ta có số 2 thì độ cao sẽ là số 2. Còn B phải sẽ là số 1. Bây giờ mình nhìn cái hình này nè. Mình vẽ hình một cái hình nằm ngang như thế này. Đây là A phẩy nè. Đây là A nè. Đây là B phẩy nè. Đây là B nè. Đề nói MN có độ dài bằng 1 mà hai điểm MN này nó nằm trên mặt phẳng OXY thì chúng ta sẽ có hai cái điểm này nằm trên mặt phẳng luôn. Và bây giờ để đi tìm tổng độ dài AM cộng BN sao cho đạt giá trị nhỏ nhất. Thì đề muốn đi tìm cái đoạn này nè. Màu đỏ nha, tô màu đỏ cho dễ nhìn. Đó chính là cái đoạn này. Đầu tiên á, chúng ta sẽ đi tìm khoảng cách từ A phẩy cho đến B phẩy. Thì chúng ta sẽ dùng hai cái điểm này. Thì chúng ta sẽ có vector A phẩy B phẩy. Thì chúng ta lấy B phẩy trừ A phẩy 4 trừ 1 là 3, 5 trừ 1 là 4, 0 trừ 0 là 0. Như vậy độ lớn của vector A phẩy B phẩy sẽ là bằng căn bậc 2 của 3 bình phương cộng 4 bình phương cộng cho 0 bình phương. Như vậy chúng ta sẽ có chiều dài là số 5. Trong khi MN của chúng ta đề đó cho mình là số 1. Giả sử bây giờ mình đặt cái chỗ này là x đi thì chúng ta sẽ có tính được NB phẩy thì chúng ta có số 5 là tổng chiều dài đi thì chúng ta có 5 trừ cho x trừ cho 1 thì chúng ta sẽ có độ dài NB phẩy đó chính là 4 trừ cho x, 5 trừ 1 trừ x ra 4 trừ x. Chúng ta biết AA phẩy là số 2, BB phải là số 1. Và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng Pythagore để đi tìm độ dài AM và NB. Như vậy chúng ta sẽ có căn bậc 2 của hai bình phương cộng cho x bình phương. Tiếp tục. Ở đây chúng ta sẽ có một bình phương cộng cho 4 trừ x tất cả bình phương. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm giá trị của x sao cho cái này đạt giá trị min. Thì bây giờ chúng ta dùng máy tính Casio, chúng ta nhấn vào Shift đạo hàm, chúng ta ghi y chang cái cục này vào máy. Một bình phương cũng là một nha. Chúng ta nhấn Shift show cái cục này, mình chọn 1.2 thì nó sẽ ra 2.6667 gì đó. Chúng ta bỏ cái đạo hàm đi. Thì chúng ta ra kết quả là số 5. Như vậy giá trị nhỏ nhất của chúng ta sẽ là số 5.
Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.